Ăn hỏi xuống được rồi. Đơm được rồi. Em hỏi được rồi. À, cái này hỏi. Wow. Happy birthday. Dạ, chúng nó ăn nữa. Tại cần ăn quá vừa là. Rồi. Nè bây giờ nè chú. Bây giờ chú cắt từ cái ăn này nha con ăn hoài cái này luôn á. Mày đĩa cái này qua một bên nha. Ủa giờ này nó dơ sạch đây. Dơ thì bỏ đi. Anh lấy sushi ăn trước đi. Con lau tay hả? Sao con ăn cái đó không vậy? Con lắc. Ăn nước đâu? Anh vô lấy hộp cái nước ra cho con lau tay ăn. Mẹ lau tay cho con nha. Rồi, bây giờ con ngồi đèo này xuống đi. Cái mẹ đi lấy đồ ăn cho ăn nè. Mẹ để qua đây ha. Rồi. Mẹ ơi, con muốn này. Ủa sao con ăn gà đi trước nè con, ăn gà nè, Được rồi. Rồi ăn sushi nè. Ăn cơm đạm. Mẹ đi lấy nước tương nha. Cái ăn cơm đạm mẹ, con muốn ăn nước tương cái này. Bạn cộm ra cái này đi, con muốn ăn ngon lắm. Nước cay hay là nước tương? Miệng của nó. Nước tương nó tương cà này. À, rồi. Cái miệng đó là tương cà. Lấy cái khăn ướt làm gì? Lao nó thôi cho lượt. Lao gì? Lao gì á? Miệng nó làm. Miệng đó hả? Cái này nữa. Cái này bị đỏ rồi. Cái này bị đỏ rồi. Ba con muốn rút con gộm nè. Con ơi. Con gộm muốn rút con gộm. Con ha. Nhấn tương phải không? Dạ. Là con mở bà happy birthday đi chứ con mở gì vậy? Là cái gì? Là cái biết rồi cái video ấy. Ăn cho nó ngon. Ngon úp. Nó ăn này. Rồi Hành vô ngồi kế bên em đi, mày lấy đồ ăn cho ăn nè con. Dạ. Ai con vô trăng ghế ngồi trăng rồi. Vậy con ăn gì? Thịt cho con mấy nước tương nha. Nước tương vô đây hả? Vừa có dám nhỏ ra tránh nè. Ăn sôi hả? Ủa sao có rá ở đây chi vậy? Màu nè đúng không mình? Cái lá đó hả? Mày đâu có biết. Màu đúng rồi. Mày không thấy có màu hết. Lá. Ăn nè con. Bà mày xài con ăn chè băng nè. Ăn đi. Thì tôm ăn sôi không? Cũng ăn là tiếp tục không? Nay mình sẽ thử thách tiếp tục. Anh ngồi đó đi, không liên quan gì đến con. Mày đừng đăng video hả? Mày đâu có đăng không? Mày đăng không? Nhưng mà cái mặt đẹp nha. Bây giờ đặt hộp thôi nè. Ở trong thì có cái loại này. Một cái đầu có in hình đầu lâu. Bởi vì cái chữ này các bạn không ăn đây được thì không nên thử cái loại này nha. Mấy cái màu sắc và hình chữ. Còn cái miếng thì vẫn giống y chang vậy như mọi người. Những hai đứa nó mà nè. Tao có tương hối bên kia nè. Ăn giỏi lên cho Hành với Mì Tôm ăn giỏi đi. Cái này không, ủa sao nó không cho mình? Nó kéo anh cắt cái này ra, cái này là gì vậy? Wasabi nè. Có không? Để thêm dán nhỏ nhỏ. Nè. Con có ăn gì? Tủ mình cũng còn quá sớm. Không sao đúng không? Nó ngon lắm. Cho ngon lắm, hồi sáng ăn rồi bây giờ nó hiền. Japan. Product in Japan. Có ăn được chà bông không Mì Tôm? Được á. Mẹ con muốn rửa tay. Anh đưa em cái product là sản phẩm. Đụng đấy. Rồi để ba đưa. Gì con? Đưa cuộc khăn ướt cho nó. Làm sẵn quá. Ăn đi. Mẹ cho ăn đủ rồi. Con ăn sushi không? Đưa mẹ lau tay cho nó rồi ăn sushi. Thôi không ăn cookie đâu. Thôi vậy hả? À, cảm ơn cái này. Ba thêm em miếng đi anh. Mẹ ơi, con muốn cướp con. Con muốn cướp con, con muốn cướp con cái này với tượng ba. Ờ rồi tượng ba. Cái dĩa này nha. Đó là cái đơn vỏ mật trứng tiền giả. Cùng với giải chi băng hành vi này lại được mua rất rẻ ở trên mình. Anh lập tức lấy một ly. Ủa nó cho cái bao nhiêu wasabi mới hả? Đâu mình không lấy thêm á. Trong tủ lạnh còn nữa. Còn gì? Đâu hết rồi mà. Uống Pepsi đi, cái lon nãy đâu mà không xì đâu. Em đĩa ly đằng kia kìa. Đến một quầy tạp hóa để mua hàng. Ai ngờ ông chủ vừa cầm vào tờ tiền đã thấy gì đó. Điều này khiến anh trai sợ vãi cả nồi. Ông chủ nhìn tiền lần nữa lập tức bán lấy.